Rồi, Trường Chi cũng xin chào cả nhà nha. Bữa nay Trường Chi tiếp tục đi bắt cua nữa cả nhà. Nè, mình lên cùng Hà Lan trên đây nha cả nhà. Mình nước hơi kém à. Lên cùng Hà Lan này mình kiếm coi có cua không nha. Rồi, trước khi nào có thì mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Rồi, Trường Chi tiếp tục đi nha cả nhà. Trên đây mới gặp hàng cua nữa cả nhà. Con cua rụt 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 rụt. Cua hay rồi nha. Cua chắc cua mềm quá. Thiệt mà, mềm luôn. Vâng, mềm đã. Nhấc nhau luôn nha cả nhà. Cua này bóp hấu ăn thôi khỏi nói. Có con à bóp gì. Nè. Ôi, nó mềm. Nhúc luôn. À, okay. Đây này cả nhà, mình đứng đứng trên đây mình gặp con cua. Con cua nó vui luôn cả nhà. Cua này khó bắt ạ. À. Nằm cái mít trong đây. Qua rồi đã không? Vô. Đào cái ổ nó vui luôn. Đó. Nhà hay cua chưa? Cho cả nhà xem ạ. Cua chắc cua cái thôi nè. Cái thiệt mà. Có gặp đâu. Ờ, chạy đâu hả? Chứ đâu cho khỏi anh. Đào cái ống đá ghê quá nha. Quá rồi đó. Trời ơi. Tuy nhiên không được chắc cả nhà. Kiếm cua đực nữa cả nhà. Đây. Ngon ghê. Đấu ra cây. À nha. Con cua này có càng có tặc mà. Tặc mà nó méo con quên thôi. À, cô ta nghe chóc của anh có tật là khủng rồi. Thôi, cô lên rồi nha. Wow, cô khó bắt trời ơi. Biết có ôm không? Nãy giờ quậy được khúc chân nước rồi. Rồi, cô chắc quá rồi. Ngon cả nha. Ôi ơi, cô này dấu ôm lắm nè, càng nhu nữa nè, que nhu nữa. Em bỏ vào đây. Đó là học khứ có ôm nha cái nha. Thằng này bự lắm không, không có ôm. Chết lại rồi. Ôi, trời cua coi nha. Vậy là con cua cái này nó vui lắm. Cua đực nó đây nè cả nhà. Mùa này cua này, nó chai chai không cả nhà. Mình phải lọc con cua này nhưng con cua này nó nhu nha cả nhà. Nè, nó nhu vậy nè. Nhiều ngay nách nữa nè. À, lọc ra su trắng bự lắm nha cái này. Mà nó mới cua mới bự chứ cua mùa này nó chai chai không. Đây, con này chúng ba lần mấy nha.
cua đổ con hôi luôn. Không dễ ăn ở đâu, khôn lắm nha cả nhà. Nằm ngay giữa con đứa luôn. Đây, cua đen cua lụ luôn. Đã ghê. Rồi chắc hai chồng nó nè, nó vui đằng đó, đằng khác đây. Đào cái ụng đó, dấu mà lên quá trời mà đây hang nằm đây, nó lòn đó, biết có cua hay không. Như mình đụng cua vậy nha. Rồi nó vét cái ông lên cua này chỉ một thôi. Chắc hai cốm nha. Nó vét qua đó, đó. Cắm máy xuống bắt. Bắt chua. Rồi cua. Chén được chút xíu đây. Trời ơi. Rồi. Cua lên, cua lên nha. Cua này. Mày sẽ bự hay là ăn cả nhà ơi. Nó chắc mà muốn cốm luôn hay cả nhà. Mình đoán không sai rồi. Đây, cua được rồi. Chắc ghê. Trói cho các nhà xem nha. Tưởng nó gãy càng rồi chứ. Ai dạ lên được, lên quá. Tao quên cái ổng dân đó mà. Đây cả nhà ơi, con đực đây là để kiếm thử con cá nữa không. Ngoài hạ cá. Đây cả nhà ơi, đây là gặp con cua nữa nè. Đang làm cái mít rồi. Một khúc con cua nè. Khó chờ gạ. Ra ra giùm cái. Ôi trời. Không ra mà chen vô. Ừ, chân chân luôn nha. Bắt hạt đậu chạy đâu rồi. Ui. Đây chạy chạy lên đây.
cua mày sao bự. Ôi nó đã rồi. Đã quá cả người. Kẹp nó bạn, kẹp nó vừa có sức rồi. Cồn này nó kia rồi nha. Tiếp tục đi nữa cả nhà. Kiếm một con đực này không được cả nhà. Con cá này kiếm con đực này không được. Rồi. Đây nè, con đực vô đây ha, gì nữa cả nhà. Đây cả nhà. Vô nước đất luôn không? Đất này khô rang à. Không phải có được một cái nữa cả nhà, vậy là còn được nữa, ôm đâu hai ba con cá luôn. Có lý rồi nha, con này chắc ôm nó hôi mẹ nó hết, kiếm con đực cũng khó lắm. Đó rồi. Con này có gạt đó. Quá đã cả nhà ơi. Đau quá. Vô rồi. Có gạch đỏ coi nha. Thôi còn gạch à. Bên đây gặp thằng cua nữa coi nha. Cua ngon ghê. Có cua coi nha. Cua khó bắt ạ. Cá hồi à. Cua nó nằm chen trong đây không bắt được cả nhà, khó bắt quá.
trái nữa cả nhà ơi. Có lý mùa này mùa ánh. Wow. Đó. Đã quá cả nhà. Ừ. Nước rửa nha cả nhà. Hè chị nó chèn cứ ngắt. Đây nè cả nhà. Cái xẹp nó cả nhà ơi. Quá. Thế này gặp con cua nữa cả nhà. Hình như mình thấy con cua, con cua rỗng hay gì cả nhà. Nó dù rỗng hay gì á. Làm khá lên. Ngủ hả em? Ngủ hả? Một cái ủng cái ghê. Chạy đâu em? Chạy ra đây nè. Nó ghê. Quá trời mẹ. Mày nó bự. Chạy tội mày chạy nha. Đó rồi mọi nhà, chắc thì sợ. Quá là chắc. Trắng mà chắc. Nhắc luôn. Đây anh. Cháu đi tiếp rồi nha. Cả nhà ơi, con cua cho bá cả nhà, quá trời luôn. Đây, chạm ngắt đây rồi cả nhà. Mình cũng đụng cua rồi nha. Bắt á. Trái này cả nhà. Trái nuôi quá. Phải hay quá. Phượng đã. Quá đã luôn quý. Ui.
vô hỏi là cả nhà. Ây, đau quá cả nhà. Vô. Vô cả nhà. Bắt cái heo cho nè. Heo đồng đó ra đây cả nhà. Vô. Nè bấm máy lộn rồi nha. Bấm rồi chứ quên bấm. Nè, đây con cái gấm nè. Hay lạ rồi cả nhà. Con ghê. Quá đã. Vô rồi nha. Thôi, mình về dài ra luôn cả nhà. Cả nhà ơi, mình cũng ra tới ghe rồi cả nhà ơi. Đây, hành quả của mình đây. Ok. Gấm. Ba con cua đực, bốn con, năm con, cua có mấy cua á, cái này thôi, sáu con. Đây là con đực đây cả nhà. Bảy con. Đây là con đực nữa. Tám con. Đây con này con gạch rồi cả nhà. Con này nãy giật hai con gạch. Chín con. Con nó 10 con. 10 cua cái này. Hành quả của con chi nè. Nhưng con cua mềm đây nữa cả nhà. Cua mềm nãy nè. Nãy lệnh được mò được mớ tép mình nhìn xuống ương luôn á, đi rít ương luôn. Giờ trời chỉ mưa quá, tính nước ăn rồi chỉ mưa quá, ương luôn rồi cái này. Cái gì lột nó canh. Đây còn con mềm nữa, 11 con ra nha. Mềm nè. Hành quả của tôi chi như đây là cả nhà. Quá quá cỡ hơn một không. Này trúng mánh nha cả nhà. Đây được 3 cái cua hơn nha cả nhà. Rồi, chương trình kết thúc video đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì cả nhà cho một chương trình like và lượt đăng ký nha cả nhà. Chương trình cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi thời gian qua nha. Đây, ngon quá cả nhà. Nay nếu mà chắc đồng vào mình kiếm được trời trăm nha. Ốp vì diền thả nha cả nhà. Rồi, kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà luôn nha.